Rồi hello các bạn, tiếp tục là một video về điện đèn dành cho xe Wave Alpha. Thì các cái dòng xe Honda thì các bạn có thể nghiên cứu làm theo, bởi vì điện đèn nó có y chang nhau hả. Đó là chúng ta tạo ra một cái mạch gọi là Hazard ưu tiên dành cho xe. Thì trước mặt các bạn đây là hai cái nút công tắc Hazard ưu tiên, thường dùng trên xe mô tô hoặc là xe ô tô. Ở đây mình có hai loại ha, một đèn này, nút đỏ, một cái là full đỏ luôn ha, nó có 3 giây. Thì 3 giây này người ta làm nó giống như xe của Honda ha. Xanh nhạt nè, cam với đen ha. Nút bấm rất là sướng ha, bấm cái nào ra cái nấy. Thì cái nút này bạn có thể mua ở trên các trang hàng bán hàng online hoặc là các cái shop đồ chơi đỡ bán hết trơn à, vài chục ngàn cái, rất là rẻ. Tới cần mua cái nút này là chúng ta sẽ làm được. Chiều dài phải ăn gan, dây nhợ mềm, đủ tải, dư tải luôn. Thì ở đây nó có 3 dây tương ứng với 3 dây trên xe Honda. Dây giữa nè, dây đen này tức là dây chớp nè, từ cục chớp đi ra nè. Còn dây xanh nhạt này nè, tức là dây mà chúng ta sẽ nói về xi lanh trái. Còn này là xi lanh phải ha, hai này trái phải đều được hết ha, nó không phân biệt. Chỉ cần có xi lanh trái, xi lanh phải, có chớp là chúng ta ấn là chúng ta có ưu tiên hoặc là Hazard, rất là dễ. Ai cũng có thể làm được tại nhà. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách lắp cái nút này lên xe nha. Thì tùy theo điều kiện điện đèn của mỗi người mà chúng ta làm cách khác nhau. Thì ở đây mình xài 3 cái đầu cốt đực 2.2 nè, để mình ghim vô cho nó dễ, các bạn dễ hình dung. Đây mình bóp đỡ ha, này có kìm bấm á, bấm cốt bấm ok. Rồi tạm thời bấm đỡ như vậy. Còn nếu mà làm trên xe thiệt thì mình sẽ có dắt chuyển đổi, nó sẽ hay hơn. Này, tại đâu phải ai cũng có điều kiện như nhau đâu. Cái này nếu mà người ta luồn dây thì luồn vô ống nhựa khoảng 5-6 ly là được ha, luồn vô. Ok. Thì trên chiếc Wave Alpha thì bạn có thể phát cái lỗ đây ha, nhét vô nó đẹp lắm á. Lúc đó nhét vô vừa thẩm mỹ vừa chất nữa, kiếm chỗ nằm bề mặt phẳng phẳng á, thuận tay ta nhét vô. Thì bạn phát một cái lỗ hình chữ nhật, chiều dài ngang đây ha, khoảng 2 cm, bạn đo biết à, và chiều rộng khoảng đây, phát hình chữ nhật đây ha, rồi ta nhét nó vô, nhìn đẹp lắm phải không, để sơ sơ mà nó đã đẹp rồi. Thì khi mà ta nhét vô thì dây điện nó lòi ở đây ha. Đó, nó có 3 dây loại gì nè, chúng ta tìm cái dắt mà gọi là dắt xi nhan đây, màu đỏ hay không, nó có 3 dây nè, dây là màu cam nè, xanh nhạt nè, dây này dây chớp nè, xám nè. Dây này đi từ cục chớp ra nè, đây cục chớp để dưới đầu đèn ha, nè đây là chớp nè, chớp này nó đi qua đây nè. Đó, chớp nó đi qua đây. Bây giờ chúng ta sẽ ghim tương ứng ha, màu nào theo màu nấy. Dây giữa, thường dây giữa là dây xi nhan hay dây chớp, còn dây hai bên là nhanh trái phải. Đó. Mình sẽ ghim 2 dây xi nhan trước, 2 dây xi nhan nằm đây, đây và đây, chớp nằm đây. ta tránh nó đụng với nhau nha, nó đụng với nhau nó sẽ gạt gạt kỳ kỳ lắm. Rồi xong một công việc yêu thích, test cái mạch vừa làm. Ok, chia nha là bình thường. Bây giờ ta sẽ bật cái nút Hazard lên. Hai đèn trước chớp nháy, 4 xi nhan cùng chớp nháy luôn nha. Hai đèn xi nhan sao cũng vậy luôn ha, nó chớp hay nhanh ghê. Nếu mà các bạn thay một cục chớp điện tử vô nó sẽ khác nha. Bây giờ mình test thử cho bạn xem nha. Đây là một cục chớp điện tử loại tốt nha các bạn. Này, rồi tốt nha, vài chục nghìn thôi. Cục chớp này có cái hay á là đèn LED, đèn halogen đều xài được hết, và nó chỉnh được tốc độ chớp luôn. Có cái nút vặn này ha. Giờ mình test lại cho bạn xem nha. Sau khi mà chúng ta đã thay một cái cục chớp điện tử màu cam cam thấy không, bấm phát bạn thấy nó có khác biệt không? Rõ ràng là nó chớp đẹp hơn ha, nó không bị rè nữa. Xi nhan chớp rất là đều, rất là đẹp, dứt khoát. Chớp rất là đều, rất là sáng. Nói chung chớp nhanh quá thì ánh sáng nó mờ. Chớp gì là vừa nè, vừa đủ sáng đúng không? Vừa đủ sáng rồi mới tắt. Ở đây mình thay thêm một cục chớp xịn nè, chớp nhập khẩu nha, chớp điện tử luôn, có nút chỉnh tốc độ nhanh chậm, xài được cho bóng LED và bóng halogen luôn, muốn gắn mấy bóng cũng được ha, cấp như zin. Bây giờ chúng ta sẽ test lại ha. Chớp chớp luôn ha. Đây, 2 xi nhan phía trước chớp rất là êm đềm, dứt khoát, đủ sáng, đẹp. Ở phía xa cũng vậy ha, chớp rất là đều, rất là đẹp, rất là sáng luôn. Cục chớp zin thì nó rè với chưa đủ sáng là tắt rồi. Đó, nhìn vậy thấy đẹp ha các bạn, trên quay nhìn thấy đẹp ha. Rồi sao? Rồi chúc các bạn thành công nha. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký để nhận thông báo khi có các video mới nha.